Hành trình qua cánh đồng chết Số 23 Tác giả Chan Rê Sau khi ba bị hành hình ở Piat, Tôi quan sát cách sống ở nông thôn để có gì còn giúp đỡ mắc. Tôi quan sát cách bà xử lý lúa từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối. Một ngày nọ, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng áp dụng những gì mình học được. Tôi nghĩ mình có thể làm mọi việc được, nên tôi bảo mắc tôi muốn giúp bà và mẹ đồng ý. Nhưng khi dây gạo, tôi mới thấy thật khó. Gạo trong bụng không chuyển động tròn như khi mẹ dây mẹ nói đó là do cái mủng lớn hơn tôi nên tôi phải tập nhiều lần tôi toát mồ hôi khi phải vật lộn với số lượng gạo và cái mủng to quá khổ mẹ cười con quay mủng chứ không phải quay cót nhìn con kìa mặt mày đỏ bừng gân nổi phồng lên cứ như đang đi vào nhà xí ấy bà đưa tay đỡ cái mủng cho tôi nhưng tôi không chịu Tôi đưa tay đẩy nhẹ tay bà ra và tiếp tục tập dây gạo. Mắc cười khi thấy tôi vụng về. Nghe tiếng cười của Mắc thật nhẹ cả người. Bây giờ đồng chí Moore cũng cười đưa mắt nhìn tôi. Các người khác cũng vậy. Tôi ngạc nhiên thấy mình thành trung tâm của sự chú ý. Tôi cảm thấy có một mối dây gắn kết với những người này. Và đột nhiên tôi thấy họ như là gia đình của tôi một gia đình thay thế. Tôi đã để dành gạo trong túi và một ít cá muối trong một hộp thiếc, đem giấu trong lều cho mập và chị Chê ở Đáp Pô. Chị Chê đã ở lại Đáp Pô để chăm sóc mập. Đó là điều chị ra cho tôi biết khi chúng tôi ở trại lao động gần khu 3. Chị Ri vẫn còn ở lại bệnh viện, còn anh Than đã phải đi xa. Chị ra cũng không nhớ được là ở đâu. Đôi khi tôi ước ao Được chạy về Dapo để mang thức ăn cho họ Cứ tưởng tượng họ sẽ mừng biết mấy Tôi sẽ nói với chị Chê Chê ơi Chạy đuổi chim khỏi ruộng lúa Cũng không nặng nhọc gì Ngay cả chị cũng muốn làm việc này Nó không giống như việc đào đất Xây đập thủy lợi đâu Nghe vậy hẳn chị Chê sẽ rất vui Tôi nghĩ như một bà mẹ Hãnh diện vì đứa con của mình Mùa gặt đã đến tốc độ nhanh nhất Đàn ông từ các làng khác sẽ về đây, lời đồng chí Moore nói với tôi, để lấy gạo đem về cho làng họ. Có lẽ một người nào đó ở làng Dapo sẽ mang dùm gạo tôi để dành cho gia đình, bà gợi ý. Không biết làm sao bà biết được tôi đã để dành gạo sẵn cho Mập và chị Chê. Vài ngày sau, một đoàn xe bò kéo đến đây vừa lúc tôi làm xong công việc trong ngày ở cánh đồng bên cạnh là những con bò gầy trơ xương đang nhai cuống dạ khô trước mặt chúng như thể lương thực của chúng cũng bị phân phối thân thể của chúng chỉ còn da bọc xương xương hông của chúng nhô ra giống như mắt chúng vậy tôi lặng lẽ bước đến gần mấy chiếc xe bò tôi quỳ xuống chui đầu bên dưới xe nơi các người đàn ông đang mệt nhoài nằm nghỉ họ ngủ say sưa Tay gác lên chán để che ánh mặt trời Nhưng riêng một chiếc xe Có một người đàn ông già Đang đứng tháo dây buộc ra khỏi xe Trông ông quen quen Xin lỗi bác Bác có phải ở Đáp Pô không ạ? À? Tôi hỏi nho nhỏ Người đàn ông quay lại nhìn tôi Chán nhíu lại Như muốn hỏi cháu là ai Rồi ông ngừng tay và trả lời Đúng vậy Bác có phải là Tabarang không? Trí nhớ của tôi bắt đầu hoạt động. Trước đây có phải bác làm việc trong một nhà máy đường ở gần Dapo có phải không ạ? À? Làm sao cháu biết tên bác? Ông hỏi. Bác có nhớ Chê không? Cháu là em gái của chị ấy đó. Tôi trả lời một cách sung sướng. Tôi kể cho ông nghe, một năm trước đây, ông đã rất tử tế với chị Chê và tôi ở xưởng đường gần Đáp Pô, nơi đây đường từ cây cọ được sản xuất cung cấp cho cả làng. Ông thường để cho chúng tôi vớt thứ bọt trắng nổi lên trên mép trước nồi lớn và nặng. Trong đó, nước đường từ cây cọ được nấu cho đến khi keo lại thành một chất đặc màu nâu sẫm. Đôi khi bác còn cho cháu và chị chê mang đường về. Lần khác, bác cho chị ấy những rễ cây ngọc giá vào nước đường cho đến khi rễ cây chín và được bọc một lớp đường. Chị chê nói bác là người tốt nhất ở làng đó. Ta bà Rang liếc mắt nhìn phía sau. Vào thời buổi này, ông ta nói, khi ta tốt với người khác, ta sẽ bị trừng phạt. Họ mang bác đi cải tạo và thay thế bác là một người khác tốt cho ăn ca. Cháu ơi, bây giờ đất nước chúng ta đã thay đổi nhiều quá, thật khó mà hiểu được. Ông thở dài, nhưng đồng ý mang gạo và cá muối của tôi về cho Mập và chị Chê. Một tháng nữa, sau khi hầu hết lúa đã gặt xong, đoàn của chúng tôi được gửi lại đáp po. Người ta bảo chúng tôi về ở với gia đình cho đến khi họ cần lại chúng tôi. Sau một cuộc đi bộ dài, cuối cùng tôi thoáng nhìn thấy lều của mình rồi đột nhiên thấy hai người ra bọc xương chạy đến như từ trong lều bắn ra vậy đó là mập và chị chê chị chê dấn lên trước trông chị gầy khẳng khiu với mập phía sau bụng ỏng ra dấu hiệu của sự đói kém như những người già yếu chị chê và mập bước đi chân cứng đơ như những cây gậy chị gắng nở nụ cười để che giấu sự đau đớn Chị Giang hai tay ôm lấy tôi. "Em về làng hồi nào?" chị hỏi. Giọng chị là sự pha trộn giữa phấn khích và đau buồn, chị nói mà nước mắt ứa ra. Trong khi đó, Mập đưa mắt nhìn tôi một cách hăm hở, tuy nhiên mặt nó lộ vẻ mệt nhọc. "Em vừa mới về tức thì, chị ạ." À. "Ê, chào Mập." Tôi gọi nó, với tay chạm vào đầu nó. Trải qua bao ngày nghĩ về họ, tôi thật sung sướng được trở về cùng với họ. Nhưng sự phấn khích của tôi không kéo dài được lâu. Khuôn mặt khô kiệt của chị chê và mập làm tôi bàng hoàng. Tôi đã quên rằng đời sống của họ bấy lâu nay rất khác với đời sống của tôi. Ở khoảng trống nơi lều, trong buổi tối mát mẻ, chị chê, mập và tôi ngồi đối diện với nhau. Mập ngồi sát vào chị như một đứa trẻ muốn được mẹ nó ôm vào vòng tay. Khuôn mặt trũng hõm, nhiệt thành của chị chê, diễn tả tình mẫu tử đó thật. Tôi hỏi chị một loạt câu hỏi, nôn nả muốn biết khẩu phần ăn ở Đắp có tốt hơn khi mùa màng năm nay thật tốt. Chẳng thay đổi gì hết. Giọng chị thật sầu thảm. Tụi chị vẫn chỉ ăn có cháo gạo mà còn không đủ nữa chỉ toàn là nước hằng ngày điều chị mong ước chỉ là một ngày nào đó có được ăn cơm chỉ một ngày thôi khi chị hỏi người điều hành là tại sao tụi chị không được nhiều gạo hơn ông ta trả lời phần lớn gạo được gửi cho những người ngoài mặt trận những người xây dựng padewat nước mắt đẫm mặt chị a thi ơi cuộc sống thật là khó khăn mùa này cũng y hệt như mùa trước chị từng cầu nguyện cho mùa gặt sắp đến để tụi chị có nhiều gạo hơn nhưng rồi mùa gặt qua khẩu phần vẫn vậy vẫn ít ỏi như thế a à thi ơi nếu đời sống vẫn cứ khủng khiếp như thế này chị chỉ muốn chết cho xong chị chê đưa tay lên chùi nước mắt chị chỉ muốn nhắm mắt lại và chết nếu chị sống, đời sống cũng chẳng có nghĩa gì cả, chẳng có chút ý nghĩa nào, ngoại trừ sống chỉ để trông có ngày được nhiều gạo hơn một chút, chỉ có thế. Nước mắt chị tuôn ra như mưa, mắt tôi cũng cay xẻ. Mập thì nhìn chị qua chính nước mắt của nó, rồi nó đưa tay với lấy chị. Thật hết sức đau lòng khi thấy chị khổ não, nỗi đau khổ của chị bao gồm của cả mập gương mặt bốn tuổi trầm uất của nó trông như đầy vết thương. Giữa tất cả những điều đó, tôi bỗng dưng nhớ đến điều tôi muốn hỏi về số gạo và cá khô tôi gửi về, lời hứa của tôi với mắt. Ý nghĩ đó vụt sáng trong trí tôi. Chị chê, ta ba rang có mang gạo và cá em gửi về cho chị và mập không? Ông ta có đem tới cho chị không? Chị nhìn tôi, rồi nhìn mắt, như thể chị cố tìm lời thích hợp rồi chị trả lời một cách điềm tĩnh ông ta có mang cá thôi một miếng cá nhỏ bao nhiêu tôi nhíu mày em đã gửi cả một bao gạo to như thế này này và cả một hộp cá muối đầy lên đến tận mép như thế này này tôi dùng tay diễn tả a à thì ơi ông ấy đã xin lỗi là đã dùng hết số gạo đó và ăn gần hết cá chị chê giải thích ông ấy đói quá và không cầm lòng được. Không, đó không phải là đồ ăn dành cho ông ta, chị chê. Tôi gào lên, không muốn tin ở điều chị vừa nói. Em để dành cho mập cho chị. Em đã hứa với mẹ, mẹ đã về gặp em trong giấc mơ. Mẹ van em. Ông ta ra băng, lão già xấu xa đầu tôi nhấc lên, ngực tôi nghẹn lại bởi cơn đau. Tôi cảm thấy mình bị phàn bội. Chị Chê ôm chặt lấy tôi. À thi, em đừng nên nói như vậy. Em thân yêu. Chị thì thào vào tai tôi. Ông ta đói, ông ta cũng chỉ là người mà thôi. Nếu em là ông ta, em cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đó không phải là dành cho ông ta Không phải của ông ta Chị chê ơi Chương 12 Dù là trinh nữ Tôi bị gọi là ông già Chủ nghĩa quốc tế mới Tháng 4 năm 1993 Trở lại năm không Năm không Là buổi giảng đông của thời đại Trong đó Sẽ không còn có gia đình Không tình cảm không biểu hiện tình yêu và buồn đau không thuốc men không bệnh viện không trường học không sách vở không học không ngày nghỉ không âm nhạc chỉ có lao động và cái chết gió hú dữ dội tiếng sấm dội lên những âm thanh chậm trầm tiếp theo là tiếng nổ điếc tai âm thanh xa dần nơi chân trời rồi lại bắt đầu ngay túp lều sột soạt các bức vách đan bằng lá đập liên hồi, cơn mưa dày nặng hạt đánh điên cuồng xuống mái lều. Gió mùa đã tới, mùa hè năm 1978 đã trôi đi. Chị chê ôm sát lấy mập, còn tôi thì ôm chị. Đêm nay, tôi cảm ơn trời đã cho tôi sự ấm cúng và dịu dàng của gia đình. Khi mưa ngớt và gió dịu lại, tôi ngủ thiếp đi say như chết. Lát sau, Tôi giật mình nghe tiếng gọi Dậy đi làm việc Cái anh chàng chỉ điểm Mặt sần sùi Giống lên như bò Tôi sợ những ngày đó Tôi phải gặp những đứa trẻ khác Ở xa ha các Rồi ngày làm việc bắt đầu Ra khỏi lều Tôi thấy bầu trời vẫn còn tối Cơn mưa đêm làm không khí mát hẳn Cơn gió lạnh làm tôi run lên Ước chi Mình có thể vào ngủ lại Ôm sát nhau cùng chia hơi ấm. Chị chê chửi rủa lầm bầm trong hơi thở, đại để như quỷ tha ma bắt ăn ca đi. Tôi cũng muốn chửi, nhưng lúc này tôi quá mệt, không nổi giận với ăn ca được nữa. Bầu trời đầy mây, dọc theo con đê bò quanh co giữa cánh đồng ngập nước. Tôi bước đi sau một hàng dài trẻ em và người lớn, tiến hành cứu mạ non. Vào lúc này trong năm, ruộng lúa dọc con đê thường xanh ngắt với những cây mạ nhô lên nhưng bây giờ thì chúng bị ngập trong nước với tầm nhìn thấy được dường như một cái hồ nước khổng lồ vừa mới được tạo ra trong đêm chỉ có đầu mạ lú lên khỏi mặt nước thế mà trông còn có vẻ có những trận mưa lớn trong những ngày sắp tới nữa ngày kế tiếp là một ngày khổ sở khác đất ướt trời mờ tối u ám, cơn mưa phùn biến thành trận mưa như chút nước, hàng trẻ con phía trước tôi dừng bước rồi lùi lại. Hàng người phía sau lại chuyển động, mọi người vây quanh một người ngồi sụp trên đê, đầu gục vào cánh tay đang ôm quanh đầu gối. Tôi nhìn kỹ thân thể đang run lên của người phụ nữ đó, chiếc khăn vải bạc màu đang phủ lên người. Tiếng khóc của người đó nghe quen thuộc. "Chị chê đó hả? Chị chê?" Đầu chị ngẩng lên, đôi mắt ướt thẫm tôi lay cái lưng ướt đẫm nước mưa của chị chị vẫn khóc run rẩy tôi thét lên cố để cho nỗi đau vì bất lực vì cô đơn và nhọc nhằn trong người tôi thoát ra ngoài nỗi thống khổ lớn đến độ tôi không mang nổi và cũng không che giấu nổi à thi chị bị bệnh mà họ cứ kéo chị ra khỏi lều chị đau quá chị lạnh chị không thể làm việc được em gái của chị ôi chị chê xin trời làm phúc nhìn lên bầu trời đầy mây tôi như bị ngập trong nỗi đau của chị và của chính tôi tôi muốn làm dịu đi nỗi đau của chị nhưng cay đắng nhận ra rằng tôi bất lực họ là ai mà kéo chị tôi đi như thế này thật thô bạo quá Câu hỏi đó làm bùng lên sự giận dữ đã nung nấu trong lòng tôi bấy lâu nay. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại, muốn gào lên biết mấy. A à Thi, A à Thi, em đi đi, em gái, bọn chờ lốp đang đến đấy. Chị Chê nói nhỏ, tôi đưa mắt nhìn chị rồi đứng lên lảng đi. Chỉ đi vài bước thì chị đã khuất sau hàng người và làn mưa. Rồi sau đó mưa cũng ngừng, nước trong đồng ruộng cũng rút đi, chị Chê hồi phục lại sức khỏe sau hai tuần nghỉ ngơi, cơn sốt chấm dứt, chị trở lại với hình dáng trước đây, cởi mở thân thiện như hồi còn ở nông Penh. Một hôm, một người phụ nữ hàng xóm qua lều chúng tôi, mặt chị Chê sáng lên, chắc chị rất vui khi gặp người này. "Chào gì, gì khỏe chứ ạ?" À? chị chê chào bà nồng nhiệt bằng tiếng Anh, như thể từ lâu lắm rồi chị mới được nói thứ tiếng này. Tôi ngạc nhiên, tuy vậy sung sướng khi nghe chị nói tiếng Anh. Người đàn bà lùi lại, luống cuống. Chị chê nhăn răng ra cười. Cháu nói như vậy, gì không hiểu được. Người phụ nữ nhẹ nhàng phàn nàn, lông mày hơi cau lại. Dì mang cho cháu ít gạo này. Người đàn bà mở nút buộc khăn, chút vài cân gạo ra madam. Chị chê cúi mình vẻ vui thích. Người đàn bà ngượng ngập cứ đưa mắt nhìn chị chê. Chị bèn giải thích dịch lại những điều chị vừa nói rồi hỏi bà đang làm gì ở Campos Làm gì thì bây giờ cũng vậy thôi. Người đàn bà nói nhỏ một cách buồn thảm. Đời sống cứ như ở địa ngục. Bà thì thào. Ngày nay cháu không thể tin ai được. Cháu chê à? kể cả con cái của mình. Con gì cũng vậy, bây giờ chúng là con của An Ca rồi. Chúng quay lại chống gì, chúng không nghe lời gì, chỉ nghe anh Ca nói thôi. Cháu phải cẩn thận đấy, cháu đừng nói các thứ tiếng ấy nữa. Tôi cười, quan sát hai người. Tôi hãnh diện vì chị chê, tự hào thấy chị chào hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi vui vì thấy vẻ bối rối của người đàn bà này khi thoạt đầu bà nghe chị nói tiếng Anh. Bà là một phụ nữ nhỏ thó, một trong những dân mới thân thiện và hơi nhút nhát. Sáng hôm sau, người chỉ điểm thường đánh thức chúng tôi dậy để đi làm vào mỗi sáng, đột ngột xuất hiện trước cửa lều chúng tôi. Cái nhìn hung hãn soi mói của anh ta đầy vẻ đe dọa. Anh ca cần tìm sách, anh ta tuyên bố, rồi tự động bước vào trong lều của chúng tôi. Tôi bối rối không tin vào mắt mình nữa. Chị chê vẫy tay ra hiệu cho tôi và Mark ra khỏi lều, trong khi tên chỉ điểm lục lọi kỹ lưỡng áo quần chăn màn của chúng tôi. Anh ta nhảy ra, lên phần trống nơi chúng tôi để đồ nấu ăn. Chúng tôi nghe tiếng son nồi chạm vào nhau loảng xoảng Rồi anh ta bắt đầu đào bới. Chị chê đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn chị. Mập thì nhìn chúng tôi dò hỏi. Người chỉ điểm ra về, vết chân bẩn của anh ta còn in dấu trên sàn. Đôi mắt anh ta nhìn chúng tôi một cách dữ tợn. Khi anh ta mang đi một gói đồ lớn, quá khứ che giấu bấy lâu nay của chúng tôi. Những gói đồ đạc cá nhân của chị Chê gói trong một tấm giấy nhựa màu lam. Trong đó có một chiếc cặp da và một chiếc sắc tay. Đó là quà của pa và mắc thưởng cho chị vì chị học giỏi, chiếc cặp da chứa những ghi chép các năm học cuối của chị, cuốn tập môn toán, hai cuốn tiểu thuyết Căm bốt Đóa hoa tàn và một mối tình do bạn chị ở cùng trường viết, nhét chắc trong các rãnh đối diện với những cuốn sách là bút máy, bút chì màu sặc sỡ, quà của bạn bè chị tặng. Ngoài ra là một cuốn album gồm các tấm ảnh chụp chị với các bạn bè Bên cạnh các tấm ảnh là những lời lưu niệm thân tình gửi cho chị. Quanh dòng chữ có trang hoàng hình vẽ hoa hồng, hoa dâm bụt, hoa thường xuân. Trong túi sách là tài liệu gồm giấy tờ khai sinh của chúng tôi và giấy tờ nhà của chúng tôi ở Nông Penh và Tà Keo, giấu dưới lớp áo sa tanh nhiều màu của chị Chê. Thế là trong tay người chỉ điểm này là bằng chứng hiển nhiên về cuộc sống trước đây của chúng tôi làm thế nào mà hắn biết được rằng chúng tôi có sách? Chị Chê tự hỏi như vậy và bản thân tôi cũng không hiểu nổi sự xuất hiện đột ngột của hắn. Có thể hắn đã nghe trộm chúng tôi lúc chị Chê chào hỏi người hàng xóm hôm qua. Lúc đó chắc hắn núp trong lều hay một bụi cây phía trước. Với các tài liệu giấy tờ cũng như sách của chị trong tay ăn ca, số phận chúng tôi coi như tiêu rồi. Nhưng chị chê chỉ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình Chị im lặng ra vẻ lờ đãng Như thể nói cái gì cũng làm cho hoàn cảnh của chúng tôi khốn khó thêm Tôi phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những hậu quả sắp đến Ngày hôm sau lúc đi làm việc Lòng tôi luôn luôn lo lắng mình sẽ mất chị chê Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh Bọn chơi lốp mang chị đi cải tạo Vì tội đã giữ sách bằng chứng của học vấn Mập thì ở nhà một mình khóc mãi. Tôi thấy rõ trong trí cảnh nó khóc ngồi đợi tôi về. Mặt nó sầu thảm, tuyệt vọng. Y như lúc người ta kéo nó ra khỏi tay mắc để đưa bà đến bệnh viện chóp. Từ nơi làm việc trở về, tôi chuẩn bị đón nhận tin xấu nhất. Khi về đến lều, tôi thấy một người gầy gò, đầu chọc lóc, đang ngồi xổm trước lều, lưng quay lại phía tôi. Chị chê, Ồ không, nước mắt tôi ứa ra. Chị đã tự cạo chọc đầu, trông không giống chính chị chút nào. Người chị đã từng rất xinh đẹp của tôi. Sọ chị vàng bụng, đầy xương, cổ chị gầy ngẳng, đen xỉ. Nhìn từ phía sau, trông chị giống như một người già, rất già. Tôi cũng không thể bảo chị là đàn bà hay đàn ông nữa. Chị quay lại, ánh mắt chị gặp mắt tôi. Trông chị cương quyết, Chị đứng dậy tiến lại gần tôi. Bình tĩnh, chị nói. A Thi, nếu trông chị xấu xí và điên khùng như thế này thì bọn Khơ Me Đỏ có thể sẽ không làm hại chị. Chúng tôi vào lục lọi lại mấy tấm ảnh gia đình mà tôi giấu trên mái lều. Để xóa đi mối quan hệ của pa với chế độ trước, tôi bèn cắt đi phần thân của ông nơi tấm ảnh cỡ bằng chiếc ví. Trong đó ông mặc bộ đồng phục quân cảnh, chỉ giữ lại hình ông từ cổ lên. Chị chê bảo, nếu chúng tôi bị thẩm vấn, cứ nói là ba không bao giờ làm việc cho chính quyền trước. Công việc của ông thuộc về lĩnh vực y tế, ông thích giúp đỡ mọi người. Tối hôm sau trời mát. Vì còn chút ánh sáng nên tôi và chị Chê ra nhổ cỏ trước sân lều, nơi chúng tôi trồng bắp mùa rồi. Chúng tôi có hai dụng cụ, một con dao và một cái sẻng nhỏ cũ kỹ. Đột nhiên, một giọng nghiêm khắc sau lưng chúng tôi gọi lớn. Đồng chí! Chúng tôi quay lại. Đó là Stroop, người đứng đầu bọn chỉ điểm. Chị Chê đứng lên lại gần anh ta. Ăn ca tìm thấy sách trong nhà đồng chí. Đồng chí học đến cấp nào? Anh ta hỏi. Chị Chê bước tới đối diện với anh ta, tay cầm con dao, chị nói một cách hờ hững. Tôi tìm thấy mấy cuốn sách này trên đường đi khi rút khỏi nông quanh. Tôi không học nhiều do chiến tranh, nhưng tôi có biết đọc chút ít. Tại sao đồng chí lại hỏi vậy? Đồng chí có muốn cuốn sách đó không? Cứ giữ lấy. Tôi chỉ muốn giữ lại để giải trí khi quá mệt nhọc thôi mà. Chị buông con dao xuống đất, như thể vì chị nắm không vững. Chị chậm chậm tiến về phía Strat, tay cào khắp người chị mặt mũi, ngực cổ và cả cái đầu chọc, khiến Trump sợ hãi lùi về phía sau. Đủ rồi, anh ta nói, lông mày nhăn tít. Tôi chỉ muốn biết đồng chí có học vấn cao và có từng giữ một chức vụ gì trước đây không thôi mà. Tiếng cuối cùng vừa rời khỏi miệng anh ta đã vọt biến đi cũng nhanh như lúc xuất hiện. Chị chê nhăn răng ra cười với tôi, tôi cũng cười lại với chị. Vài tuần sau, cũng vào buổi tối, tôi đang nhổ cỏ ở đằng trước còn chị chê thì tưới nước phía sau lều tôi nghe tiếng mấy đứa con gái trò chuyện cười đùa tiến lại trên lối đi phía sau lều trông chúng thật vô tư lự lạ tôi nghĩ thông thường các dân mới không dám biểu lộ niềm sung sướng như vậy khi chúng từ sau rừng bước đến trông thấy rõ mặt chúng tôi mới hiểu tại sao chúng không có vẻ sầu khổ chúng là dân cũ Chúng có đời sống tốt hơn chúng tôi, cho nên có lý do để mà vui vẻ, tỏ ra hạnh phúc. Khi chúng đến gần lều, chị Chê nhìn chúng, tay cầm cái xô tưới nước. Các đồng chí đi làm rừng về đấy à? Giọng chị dịu dàng hỏi. Đó là cách chị chào đón mọi người. Đám con gái ngừng nói chuyện, một đứa trong bọn, có lẽ khoảng 13, nhìn kỹ chị Chê, mắt nó nheo lại khinh bỉ, rồi nó la lớn: "Ê, ông già điên!" Rồi nó cầm dao hô về phía chị nhiều lần Mấy đứa khác bèn tham gia Tất cả cùng reo lên Ê ông già điên Đồ điên điên Chúng cùng nhau hô hô dao về phía chị chê Hò la chế diễu chị nhiều lần Tôi đăm đăm nhìn theo chúng Cho đến khi chúng bỏ đi Khuất sau hàng cây Chị chê đứng chôn chân xuống đất Mặt chị tràn đầy vẻ tủi nhục Chị bị tổn thương rất nặng Chầm chậm, chậm. Chị để xô nước xuống đất Rồi đi vào lều Khi đi ngang qua tôi Chị rủa Đồ con nít mất dậy Đêm sau chị nằm cạnh tôi Chỉ còn hai chúng tôi Vì mập đi theo chị Ri Đến bệnh viện Brett Netzer rồi Chị co người lại Nằm gần tôi và thì thào vào tai tôi Đêm hôm qua Chị có làm một bài thơ Trong trí thôi Nghe đây Tôi thương xót cho chính mình, dù là một người con gái, tôi vẫn bị gọi là ông già. Trong xã hội trước, chắc là tôi sẽ rất giận dữ, nhưng giờ đây thì điều đó bình thường đối với người phụ nữ. Tôi thương xót tôi là một người phụ nữ chỉ mới 23 nhưng tôi đã trông như 60. Răng tôi vẫn còn nguyên, tóc tôi đen bóng. Thế mà họ tưởng tôi đã 60 vì tôi cạo chọc đầu. Tôi thương xót tôi vô cùng, sống không cha không mẹ, không còn hy vọng chăm sóc họ, không còn hy vọng sống gần cha mẹ dấu yêu nữa. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.